Có là kiện chết. Ủa sao anh không bỏ lên trời? Có thấy để em đây nè, để đứng á. Nó không đứng được. Hả? Nó không đứng được. Sao kìa? Trời chú Út chơi vậy luôn hả chú Út? Chú Út chơi này rồi. Lần nữa cứ lấy vô cái nó con. Cái này cấp độ không nó không có cay. Cấp độ không phải cay. Có độ lượng. Thôi vậy là cũng cay rồi đó. Trời vậy mà có người ăn đến cấp độ 7, cấp chết. Vô mình chịu luôn. Thử vậy em bớ đũa hay. Mình thấy còn hấp nhiều đúng không? Còn 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 được. Đối với sinh được đấy nhẹ nhàng chưa nhẹ nhàng một xe nhìn bảo cầm nó chưa bớt gì đâu dạ ok ok thấy được đâu người dạ ủa sao quay con không mà không quay tô mì chứ quay con làm gì sao con ăn đâu quay con đâu quay tô mì không à con đang tự nhiên đi quay tô mì dưới mà ngon hay đâu anh đây có nước chấm gì không ta không biết lấy nước cay rồi chấm nữa này có dầu chấm không anh à? Cầm ít mắm ớt nha. Hai chén đi. Chấm chấm bắt đầu đi. Cho hai chén đi em ơi. Nó ít thôi không cần nhiều đâu. Chấm đau. Đúng không? Hãy khẳng chấm nhỏ cho em không được. Tâm à? Ai mà biến lọt hết. Trời ơi bé. Ai mà biến lọt hết. Tôi ai nấy ôm nha. Không ăn giùm nha. Ngon ha. Mình ăn thập cẩm là cái gì cũng có luôn á. Thập bò. Thập bò luôn có một lô. Tôm mà. Ok. Nó. Là bữa bên đầu. Em muốn chấm chấm. Thôi, dùng con tẩm. Con rau á. Bông cải xanh. Trời ơi, lắm. Mình muốn làm khoai tây ngon dạ. Thôi thích ăn mì gói thì hôm mốt chú Quốc mua về cho mày kiểu này. Thế còn 13 miền không à? Ăn mì kia nữa. Có mì tương đen nữa không? Không, mì tương đen chứ không ngon. Nó thích ăn mì tương đen, mới nói.
Em trực tiếp bên Hàn Quốc luôn. Qua cho mày ăn kẹo Nhật Bản mà mày chê mà. Số hôm qua mày ăn cho mày. Không phải, mình nói là có chữ Việt Nam. Chứ mày đâu có chơi đâu. Con này dễ bự quá, tụi mình ăn quả hết. Ăn này ăn sống hơi. Phở mỡ. Cái này mà cay vô nữa là chắc không nổi luôn. Cay không nổi. Ngoài cay nóng luôn thôi, bó tay. Cái cơm đã nóng rồi. Ai cay vô nữa rồi, không nổi. Bóp về dẫn Tommy ra đây ăn nữa. Tommy chịu không? Hả Tommy? Chịu. Có mỗi chỗ này, có một chỗ nào nữa Hanh đi hả? Thư hả? Còn mấy dưới này chút nào? Hai tiệm. À, hai tiệm. Dẫn Thư theo không? Hả? Thôi. Dẫn Thư theo để Thư chỉ chứ. Mấy đứa biết đường đâu mình chỉ. Để Thư ở nhà thì con ăn được 2 tô, dẫn Thư theo thì con ăn 1 tô, vậy là con chọn phương án nào? Ăn 1 tô. 1 tô hả? Ăn 1 tô là để Thư ở nhà hả? Đúng không? Thư sau khi ăn mì thì sẽ chê mì ba mì. Mì ba mì cũng ăn đâu. Dạ, bắt bán dễ ở đây không có bán mấy cái mì đó không. Siêu thị mua mấy tấm. Nhiều khi em thích ăn kiểu mì thảo hảo với mì ba mì. Thảo hảo nâng lên cấp độ không, dám cay một tí. Ăn mì này cũng nghề kiểu Hàn Quốc thì rất là mọt ha. Cái ăn được thường nhiều lắm. Nó cấp độ mọt. Từ từ ăn, từ từ lên, từ lên, từ lên, từ lên. Thử cắt, cắt mít. Tommy ăn vô cái 10 phút mà chưa sống Tommy, Tommy. Tommy đang ăn khí thế. Nóng. Ngon không? Phát biểu cảm bận cảm nghĩ về câu á. À coi. Không có hớp. Hớp này múc tự nhiên. Để ăn xong đi. Hớp xong cái hạ tay xuống. Đã không? Mới là bảy không định ăn, ăn vô hết cũng giờ.
mới đầu không định ăn mà ăn rồi thì ăn cả tô phải không? Con mấy ăn tôm, chú bác cho con tôm. Sao vậy? Biến lột ra. Để bụng nó hồi ăn cái viên chiên. Ăn ta để gì ăn luôn, bỏ đậu thôi. Canh phim mà là bỏ thôi được. Cho rồi sao ăn nổi. Không ha. Vương biết mọi người xỉn chưa? Dễ gì uống bà này, dễ gì. Lát cậu đi ra bia tới chưa? Hả? Lát cậu đi ra bia tới chưa? Rồi, cậu làm hết mấy ly cậu mới được đi chứ. Dạ. Kêu cả, có cậu nhưng mới kêu bia mà. Ngại ghê. Ngại rồi. Mốt cậu về ra đi dẫn gương trai ha. Đi lén không gọi Hướng Thư đâu ha. Chơi gì kỳ ha. Toàn rau không sao ăn. Toàn rau là không sao ăn. Rau ăn mới ngon chứ. Ôi má ơi. Đó. Ồ, chú Quốc ác quá chú Quốc. Phải ác chứ, mày ăn mày phải trả tiền tao chứ, phải ác chứ. Tha họ muốn ăn là rửa chén. Miệng tôi mới ăn dễ thương ghê. Ăn đúng rồi đó. Ai ăn không hết tô người đó sẽ là người trả tiền nha. Yên tâm, cái nào cũng chừa lại còn một cọng mì không béo. Lâu quá, thấy Yến Thư ăn không hết chắc rồi. Nhiều quá. Đúng rồi, nhiều quá. Quá nhiều. Gì vậy, mà nhìn gì? Bé lòng bé bà vui nha. Cao cao. Tháng giờ mi toàn là mì với hủ tiếu không? Một tháng ăn mì gói. Chưa à, chút xíu nữa ăn hủ tiếu xong giờ ăn mì cầm độ cay. Thôi tao háo ruột luôn. Toàn mì với hủ tiếu không? Chứ bữa tao háo ruột. Mà đâu, chưa thấy tao tháo ruột mà thấy mì ruột rồi đó. Dâu dòng. Nè ông quá trời luôn à. Mình gửi cái túi tiền chú Quốc rồi. Sáng ăn gì ta? Thì gói nè, uống cà phê, sữa nè. Ăn hủ tiếu nè. Rồi chú Quốc được nhắc lại chú ơi. Làm tí cà phê sữa nữa nè. Cà phê sữa trong ngoại, trong nội khác nha. Ra ngoài nhà Yến Thư rồi ha. Qua cô ba không biết có ăn cái gì, ăn bụng cái gì không, không biết. Về nhà không biết có cháp cái gì nữa không, không biết. Mà giờ làm thêm nguyên tô này, với một ly nước, hết ly nước rồi kìa. Tô mì ăn ít quá. Thích
phấn đấu lớn như cậu bảy, chú bảy. Anh tâm chú bắt cho anh tâm. Thôi. Mày ăn mà mày lười lột. Ăn mạnh vô Tommy. Ăn mạnh vô hả? Mạnh lên. Ăn sao đổ tiền cái video của Tiêu Quốc Nguyên. Không cho tâm lý tâm. Video này chắc chịu Nguyên quá. Ăn xong còn nhau không? Còn mực ra. Ăn đi. Anh lọc rồi ăn đi. Anh lọc sẵn rồi. Cô mang tôm. Đây. Tôm. Rồi đưa cho mình thân ăn nè. Tôm ngon lắm con. Không ăn bạc. Ăn tôm nhiều canxi cho nó cứng xương. Ngon quá ha Tommy. Ngon hay dở? Kim Bương ăn xong hết con? Dạ. Lẹ gì? Thôi nó ghén hả? Ngọt. Miệng hơi ngọt. Muốn ăn mới thật, mùi tay mình gì cũng ngọt. Phở còn ngọt nó chi. Một lần cậu đi Nam Du, đảo Nam Du Kiên Giang, ăn bánh canh, mở ngọt đi đường. Ăn ngọt. Tay tơ mà không mang không? Tay lọt cho. Con mang là cơ hơi hơi thôi mang con đuối đâu mà bãi vậy con đuối ai ăn thêm em đưa ra chú Quốc gấp lên không gấp con tôm thôi tôm về mày chê nè nó nò rồi ăn phải nò xương bánh của tao ăn xong mình có đi đâu không vậy? Không phải là bằng